Ai chào anh trai. Dạ. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia. Em tên là Hà Minh Khiết, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ngày 25 tháng 12. Dạ năm 1993. Dạ em làm quản lý kinh doanh lĩnh vực đồ dùng mẹ và bé. Coi như có con khỏi phải lo này ha. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Coi như là đã có kinh nghiệm rồi đó. Rồi, mời nhà gái. Mời em. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh và tất cả các quý vị và khán giả đang có mặt tại trường quay và trước màn hình TV đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hương ạ. Em cũng sinh năm 1993, quê quán là ở Thái Bình. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng tại quận 1 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Khiết là gì? À, điểm mạnh của em là em làm về ngành sale cho nên là nói rất là nhiều. Điểm yếu của em thì hơi khô khan một tí xíu về tình cảm. Có thể nói với rất nhiều người về bán hàng nhưng mà vẫn chưa dám nói về tình cảm nhiều. Nói đến tình cảm là nó khô khan. Rồi bây giờ chúng ta đến với điểm mạnh điểm yếu của bạn nữ nha. Điểm mạnh của em là sống khá là tình cảm ạ. Chân thành, có một điểm là mọi người cũng nhận xét em là khá là ngoan. Ít đi chơi khuya ấy, thường về nhà trước 10 giờ tối. Khá là lễ phép với người lớn. Em cũng rất là yêu thương trẻ em ạ. Khuyết điểm của em là khi mà tiếp xúc với những người mà chưa thân quen ấy, thì em cũng khá là rụt rè. Do tính chất công việc của em cũng khá là bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để nấu ăn. Nên em cũng chỉ có thể nấu được một vài món đơn giản. Vậy thì hai người, một người rụt rè, một người nhút nhát trong tình yêu. Hai người này gặp nhau là im ru luôn. Dạ, nhưng mà nếu mà em quen được rồi chắc em sẽ là người nói nó rất là nhiều. Nói giống như bán hàng vậy đúng không? Dạ đúng rồi. À, Khiết có mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em trải qua là 5 mối tình. 5 mối hả? Trời ơi, dạ. Quá rụt rè nhút nhát mà 5 mối rồi đó hả cưng? Yêu từ lúc mấy tuổi vậy Khiết? Dạ em yêu từ lúc lớp 4. Dạ em yêu từ lúc lớp 4. Trời ơi. Nhưng mà đến sau này á thì em do em lo quá lo làm á, em làm nhiều quá chưa tìm được ai nhiều. Trời ơi tôi tò mò quá, tôi phải đi qua coi chàng trai biết yêu từ năm lớp 4 nó ra làm sao. Trời đất ơi trời, lớp 4 có biết cái gì đâu mà yêu với đường. Kể mối tình lớp 4 nghe chơi. Ở đó hồi đó em yêu chắc mấy tháng, em thích bạn lớp phó thôi. Lúc đó thì một cái sự cảm mến với một cái người bạn khác giới mình thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình sâu sắc nhất của em là kéo dài bao nhiêu lâu? Mối tình sâu sắc nhất của em kéo dài 2 năm. Năm 17, 18 tuổi. Nhà bên bạn đó muốn lập gia đình nhưng mà em thì chưa được. Mối tình thứ 5 cuối cùng nó có đậm đà gì không? Mối tình thứ 5 là em yêu đơn phương thôi. Dạ. Này cũng chịu yêu ghê nha. Mà yêu cho lắm mà tối về nằm không. Lắm mối tối nằm không. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình đi về nhà của mình rồi mình hỏi cái tình trường bên đây coi sao nè. Tình trường bánh sao? Nếu mà nói về mối tình chính thức là em chưa có mối tình chính thức nào ạ. Chưa có mối tình chính thức nào hết. Tất cả đều dừng lại ở giai đoạn tìm hiểu nhau thôi ạ. Không hợp, bất đồng về quan điểm, rồi về tôn giáo các thứ. Bất đồng về quan điểm hả? Thế thì quan điểm của em trong chuyện tình cảm thì nó như thế nào? Em quan điểm rằng là không có ai sinh ra mà đã phù hợp với nhau, mà chúng ta sẽ phải tự thích nghi với nhau để biến những cái điểm không phù hợp trở thành phù hợp hơn ạ. Minh Hương. Nghe không có mối tình nào thấy đàn trai thấy được rồi đó. Dạ. Hương thích một mẫu hình lý tưởng của người yêu mình như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em là một người đàn ông mà chín chắn trưởng thành. Có trách nhiệm với gia đình và với những người xung quanh trong từng lời nói và từng hành động của mình ạ. Thiên về gia đình và yêu thương, tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ. Thì em cũng muốn bạn trai của em cao hơn em, khoảng tầm 1m7 trở lên ạ. Rồi, nhà trai. Tiêu chí nhà gái đưa vậy đó, em thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm nè? Dạ em thiếu 2 cm nữa. Dạ em thiếu 2 cm nữa. Thiếu 2 cm hả? Sao em ơi, bây giờ mình may giờ độn được. Tiêu chí sao nói cho cô Mai mối bên kia cũng biết rồi. Dạ tiêu chí của em thì bạn nữ thì tầm trên 1m6 là được rồi. Ngoan hiền. Hiền có, dễ ngoan thương, có. Không có giận hờn vu vơ nhiều. À cái này không biết nha. Rồi hôm nay thì Khiết đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Rồi. Em đi với ai? Dạ, em đi với người chị thân thiết nhất. Đâu chị đâu, em chào chị. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em là bạn làm cùng công ty với cả với Mai Hương. Em thấy
ảnh được không? À, bạn này thì em thấy cũng tạm. Tạm là tạm sao? Chị thấy đẹp trai á chứ. Thì đẹp trai thì là đẹp rồi. À, thì cao ráo đẹp trai cũng ok, nghề nghiệp thì cũng được. Em thì em nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Vì em thấy hai bạn cũng xứng. Rồi, cảm ơn bạn. Mở rào. Dạ. Mời em gái. Dạ đây. Hôm nay đến với chương trình anh cũng một món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Với chương trình em cũng có một món quà nhỏ tặng cho anh ạ. Anh cảm ơn em rất nhiều. Hỏi ra có gì hết. Dạ. À, cuốn sách Bí mật của may mắn. Dạ. Ủa sao chúc anh may mắn rồi. Good luck. Chúc anh có thể nắm được bắt được sự may mắn. Cảm nhận đầu tiên của em là anh đạt được 90% vì mà em vừa nói lúc nãy đó. Em rất là hài lòng ạ. Dạ em hài lòng. Trời ơi, hai ông bà này chắc tôi nghĩ không kịp nói gì, bấm nút luôn á. Em không có. Hay giờ mình bấm nút luôn không hai đứa? Hãy trò chuyện chút xíu đi mà. Em hiện tại em đang làm việc ở đâu? Dạ em hiện tại đang làm việc tại quận 1 ạ. Em có nói có những mối tình đi ấy. Chỉ có mối quan hệ mà chưa lên thành một mối tình đúng không? Nhưng mà để lý do nào á, lý do nào mà em chưa chọn á, nó còn thiếu yếu tố nào á? Ví dụ như bạn nam kiểm soát mình quá nhiều ấy ạ. À, kiểm soát hả? Em cũng muốn chia sẻ một chút là bởi vì là tính chất công việc của em cũng khá bận. Có thể là buổi tối về cũng khá là muộn, hoặc là đến cuối tuần hoặc chủ nhật, thứ bảy chủ nhật khá là bận ấy ạ. Nên cũng ít có thời gian mà dành cho bạn nam. Thì anh có quan ngại về vấn đề đấy không ạ? Và anh cũng không cần nhắn tin quá nhiều hay là gì hết. Tại vì tính của anh rất là nhanh. Anh nhanh và thẳng. Anh chỉ cần một bốc máy lên gọi điện luôn. Nếu mà anh nhớ lúc nào thì anh sẽ gọi lúc đó. Dạ. Em có hay ghen không? À, em không ạ. Nói chung là không ghen quá. Kiểm soát trong mức độ vừa phải thôi ạ. Tại vì theo như chia sẻ của bạn này á, thì bạn này là một người chắc cũng có lẽ là khá bận rộn. Dạ, cho nên là các nhu cầu của em là cũng muốn tìm một người cũng có cái mức độ bận rộn để mà cả hai không có cảm thấy là cứ phải ngồi trông ngóng nhau hoài. Dạ đúng rồi. Để những lúc mà thật ra ngoài công việc ra, những lúc mình về nhà á, mình những cái lúc mà tâm trạng mình nó lắng động lại á, thì lúc đó cũng phải cần một người để mình chia sẻ hay bầu bạn gì đó. Một ngày dài đó mình trải qua những cái gì mà mình quen nhau á, thì bao lâu bạn có thể kết hôn được? Cái kế hoạch của em là tầm khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi. Còn theo anh thì như nào ạ? Anh thì cho bằng theo bạn nữ chọn thôi, tại vì anh con trai mà. Anh sơn anh dài hơn. Em có thể em học thêm, em có thể em còn một cái gì đó ấp ủ mà em chưa làm được thì em cứ làm thoải mái. Tôi nghe bạn này nói cái câu là anh là con trai cho nên là thanh xuân dài hơn. Cái câu này nó rất là hay. Mới nghe cái cảm giác của em hơi chạnh lòng chút xíu cho người phụ nữ đúng. Nhưng khi bạn nói ra được cái câu đó, tức có nghĩa là bạn rất là hiểu phụ nữ, rất là thông cảm cho phụ nữ. Và đây là cái người đàn ông là có thể là bảo bọc và che chở, và có thể là nói cái nơi để mà em có thể chia sẻ được hết tất cả mọi cái vấn đề trong cuộc sống. Mình sẽ để sân khấu cho hai bạn nha. Mình nói cái gì đó, thậm chí hát một bài nào đó tặng nhau đó. Nhìn thẳng vào nhau nha. Nắm tay nhau đi. Dạ đây, dạ đây. Nhìn thẳng vào bạn gái. Đấy. Dạ thôi em ngại quá. Bạn xinh, bạn rất là xinh ạ. Cứ hỏi đi Hương. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Em thì rất là ưng ý anh rồi đấy ạ. Còn điều gì muốn hỏi thì em nghĩ là sau chương trình này rồi, mình sẽ tìm hiểu thêm. Thiết có thể hát tặng. Dạ đang hay á anh Quyền Linh ơi. Em mà hát lên là hết luôn á. Hết hay hả? Dạ hết hay đang hay đó. Ôi dễ thương quá. Bạn gái có thể tặng bạn trai một bài hát nào nữa không? Dạ, em thì hát không hay ạ, nhưng mà em cũng cầm muốn tặng một đoạn nhỏ đến anh ạ. Tình yêu như những giọt sương nhẹ rơi trên đóa hoa hồng. Tình em như những con sông, tình anh như những cánh buồm chở bao la ước mơ hồng. Mình bên nhau suốt cuộc đời, cầm tay anh mãi không rời. Để nghe hạnh phúc tuyệt vời, để nghe anh nói ngàn lời rằng anh yêu mãi em thôi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Dạ. Về vị trí đi.
Sau thời gian trò chuyện, tìm hiểu nhau, giao lưu cảm xúc, các bạn đã đủ để chúng ta cảm nhận đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ nhé. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn Nam bấm rất nhanh. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ hai bạn chia sẻ một chút xíu về cái cảm xúc của mình đi nào. Cảm xúc của em thì rất là hồi hộp và vui. Hồi nãy có sợ không? Sợ bạn Nam không bấm không? Với em khi đến chương trình thì em cứ hết mình. Còn bạn có không bấm hay là bấm thì em vẫn tôn trọng quyết định của bạn. Người ta hỏi có sợ không? Dạ. Có sợ bên này không bấm không? Dạ, sợ. Sợ. Ừ. Sợ lắm luôn á. Em hiện tại rất là vui ạ. Em rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em và bạn Nam cùng tìm được một nửa của nhau. Em mong là sau hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội tiến xa hơn. Anh cũng mong là vậy. Chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh cũng rất mong là sớm nhận được tin vui từ hai em. Chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho hai em. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hai cái con tim nó rất là đồng điệu với nhau. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn để mà đi đến một cái kết rất là đẹp, để cho ông mai bà mối còn có dịp đi ăn cưới đi chứ. Bây giờ mình xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời bạn nữ ạ. Mời nhà trai. Rồi, mời lên trai. Bạn nữ giới thiệu về mình trước đi. Dạ. Em xin chào MC Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào tất cả quý vị khán giả trong này. Em xin tự giới thiệu. Em là Quách Thị Mây, em sinh ra và lớn lên ở Tân Lợi, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Thạnh ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi Mây hả? Em 44 tuổi ạ. Rồi, mời em trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Văn Hưng, tên thường gọi là Quang Hưng. Em đến từ Bắc Ninh và em bây giờ đang sinh sống và làm việc ở Long An. Năm nay em 46 tuổi. Ở Long An là mình làm công việc gì vậy anh? Mình ở Long An thì làm buôn bán thực phẩm tươi sống thôi chị Ngọc Lan ơi. Dạ. Hưng ở Long An nhưng mà ở huyện nào Hưng? Ở huyện Tân Hưng anh Quỳnh Ninh. Ở gần biên giới. Ở biên giới Campuchia. Bây giờ mình cho chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em gái. Ưu điểm thì thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Khuyết điểm lớn nhất của em là nóng tính, hay nói thẳng thật, cũng làm mất nhiều lòng, mất lòng nhiều người ạ. Thì bên kia đừng làm cho người ta nóng thì người ta không nóng. Rồi mình điểm mạnh điểm yếu gì hơn? Điểm mạnh của em thì nấu ăn rất là giỏi, và vào bếp, đầu bếp thì cũng rất là tốt, bởi vì em là người bán quán nhậu mà. Chung là giặt giũ quần áo con cái là rất là chu đáo. Còn điểm yếu của em thì nấu ăn được ngon rồi đấy, làm chung là rau thớt các thứ thì tốt lắm, nhưng mà có điều là em lại không ăn được hành với tỏi thôi. Như cái quán em dưới là mấy người bán? Dạ, một mình em làm hết. Ôi, cũng giỏi hả? Giỏi quá. À, đường tình duyên nhà gái sao? Gì mà hỏi tới gây cười không? Hỏi tới gây cười không? Làm... Thì thật ra thì em cũng một lần kết hôn và một lần cũng gần như là kết hôn rồi, được cái mối tình đó kéo dài khoảng 3 năm. Thì em cũng kết thúc được hơn 2 năm rồi ạ. Em có một cháu trai. Cháu năm nay cũng 27 tuổi rồi. Cháu cũng lập gia đình và đang sống và làm việc tại Hà Nội.
Vậy là lúc trước là chị kết hôn rất sớm á. Chúng em thì sinh ra và lớn lên ở nông thôn, 18 tuổi đã xây dựng gia đình. Cái mối tình đó thì chúng em sống được 3 năm. Anh ấy nói chung là vợ chồng cũng nhiều cái không hợp nhau, khắc khẩu ấy, nó không có cái điểm chung. Cũng hy vọng là gặp được một bạn nam có cái sự chia sẻ và hiểu thấu nhau. Em thì quan điểm không có nặng nề về cái hình thức hay là người đó phải giàu có hay có điều kiện gì cả. Thương yêu mình và hiểu mình, cùng nhau chia sẻ, chỉ có vậy thôi ạ. Rồi, nhà trai, đời tình duyên mình sao? Em thì cũng đã ly hôn được 5 năm rồi. Nhưng mà thực tế thì vợ chồng em cũng không ở với nhau năm nay là gần 14 năm rồi. Và em cũng một mình làm nuôi hai con. Con lớn rồi đang học trong quân khu 7 được gần 1 năm anh ạ. Ừ. Cháu nhỏ đang học lớp 11 rồi. Cháu con trai hết rồi. Bây giờ thì em ở trên Tân Hưng ở Long An ở với ai? Rồi, em có một mình em ấy thì hai cháu, cháu lớn thì đang ở trong quân đội, còn cháu nhỏ đang học đang... Tức là ba cho con ở đó, dạ. Kinh doanh đó luôn, dạ. Đó là nhà của mình luôn hả? Nhà mình, đất nhà mình luôn. Cũng là vùng nông thôn thôi, thì cũng làm đủ thứ việc hết ấy. Trồng cây rồi làm lúa rồi. Có ruộng vườn này kia. Có ruộng vừa có ruộng làm lúa này, chăn nuôi các thứ hết rồi. Nói chung là cái việc gì em cũng làm. Bởi vì một mình bươn trải để nuôi các con từ năm con lớn nhất là năm... Ông đó được khoảng chừng 6-7 tuổi tới bây giờ thì nói chung là việc gì em phải làm hết. Rồi, mình sẽ đi tìm thử xem một nửa mảnh ghép của mình tiếp theo như thế nào. Em cần một người trầm tính và chững chạc. Và em không thích người chồng mình là uống rượu, nói nhiều hoặc là sống không ngăn nắp. Tại em khá là khó tính về cái góc độ chẳng hạn như nhà cửa ấy mà về mà... mỗi thứ quẳng một nơi là cái đó là em không có đồng ý. Cần là người đàn ông biết vun vén gia đình và biết chăm lo cho vợ con, khó khăn cùng nhau trải qua, cùng nhau cố gắng. Nhưng mà cho mình hỏi bạn gái chút xíu nhé. Bạn gái nói là bạn gái thích một người đàn ông trầm tính thì mình đã biệt danh là nick Facebook Quang Hưng mà. Yeah. Thì ở dưới nhà thì lúc nào cũng hát, lúc nào cũng vui. Yeah. Lúc nào cũng có tiếng cười, có nên đây là nên mình là nghiêm túc mà, nên trường quay thì mình không thể đùa giỡn được. Chứ còn ở nhà thì hầu như là chạy xe cũng hát, mà đang trong lò mổ cũng hát. Nói chung là lúc nào cũng hát, lúc nào cũng vui vẻ đó. Nhưng mà bạn lại thích người đàn ông trầm tính thì mình cũng phải nên suy nghĩ lại. Trong cái đó thì về nói những cái mà bạn gái mà mong muốn thì về không phải ngồi ở trên trường quay tất cả quý vị mà nói tốt đâu. Nhưng thực tế thì nếu để một đợt người đàn ông mà chu đáo với gia đình thì ở quê hương của Quang Hưng thì khẳng định là ít người có thể là qua Quang Hưng được. Nên là Quang Hưng nói một thật, gọn gàng sạch sẽ thì chắc chắn là Quang Hưng điều đó là điều số 1. Lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Hello anh. Chào anh. Dạ, em tò mò quá nên em phải đi qua đây để em coi dung mạo cái người đàn ông nãy giờ mà có cái tiếng nói nó rất là hay. Em muốn coi dung mạo như thế nào. Với em cũng qua em chia sẻ với anh luôn. Chị nói là chị không thích người đàn ông nói nhiều, tức là thích một cái người trầm tính chứ đâu phải là không thích người mà hát nhiều đâu anh. Đúng rồi. Hát nó vui mà. Đúng không chị? Dạ, tại vì em chưa nói hết ý, hết cái ý của cái lời nói của em. Có nghĩa là trầm tính nhưng không có nghĩa là không được hát, không được hò, mà kiểu như là mình nói những cái gì mà nó xúc tích, ngắn gọn. Em là em thích một người phụ nữ như thế nào, có thể nói cho Ngọc Lan nghe đi. Mình chỉ cần một người phụ nữ là hiểu biết này, có công an việc làm ổn định này, đôi khi cũng phải biết những cái cuộc chơi và cũng phải biết giao tiếp với mọi người, và cái cách ứng xử với mọi người trên mặt mình là phải để cho người dân làm sao người ta phải tôn trọng mình. Trước khi mình đưa ra một cái gì đó là mình phải có một cái cân nhắc cho nó đúng và chính xác. Tôi hiện hành một chút xíu, còn ra xã hội ra ngoài thì mình phải năng động và năng động một chút thì mới được. Thật ra em thấy là chị bên đây cũng là một cái người có một cái nội tâm nó cũng rất là sâu sắc. Nên em nghĩ những cái yêu cầu của anh đưa thì với một người phụ nữ như chị thì em nghĩ là chị sẽ đáp ứng được. Để nói chuyện chút lên xe quay lại với anh. Dạ, ha. Mời ông Mai đi theo tôi qua nhà. Chào em gái. Dạ. Xinh đấy. Dạ. Nếu mà có duyên thì dù em có thể về Tân Hưng thì cùng bán quán với người bên kia được không? Em nghĩ cái đó nó cũng bình thường, vì thường xưa kia các cụ nói là thuyền theo lái gái theo chồng, cái đó nó không có vấn đề quan trọng lắm ạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Đàn ông thì em không thích nhậu nhẹt, không chịu làm. Anh là anh chịu làm nhưng anh bán quán nhậu. Dạ. Đó. Dạ. Chắc có thể có nhậu.
Đúng, có. Có nhậu. Nhưng mà tính chất công việc thôi. Nhưng mà nhậu, em nhậu là phải có giờ giấc đâu mà. Mà nếu như thực sự có duyên thì cũng không hẳn phải về Tân Hưng. Có thể có duyên anh về Thái Nguyên, em cũng có nhà, cũng có vườn ruộng rất là rộng lớn. Bắc Ninh anh cũng còn, còn 2.000 m² ở Bắc Ninh chứ mà em. Rồi, hai người có bất động sản hết rồi đó. Thôi được rồi. Dạ. À, mở rào thôi các bạn, cho hai người gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi. Hôm nay đây anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng vui em. Xin phép trình ngón án với kênh Vân Ninh, quý vị các bạn. Anh là đất con họ, hát không hay nhưng mà cũng gửi tới quý vị và các bạn một khúc của nhạc phẩm được mang tên Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Dạ. Mong quý vị các bạn đang nghe. Tình yêu có từ lời em, đi qua năm tháng đợi chờ. Tình yêu có từ nơi anh, nửa rừng bập bùng vách núi. Anh đi giữa miền biên giới, làng quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy nở thơ. Tiếng Hưng ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Hay quá. Đừng quên đừng giận người ơi, và đừng quên đừng giận người ơi. Hay quá. Cho anh hỏi em là công việc em làm ở Bình Thành, em làm công việc gì nữa, anh nghe chưa được rõ lắm. Dạ em hiện tại này em làm trợ lý cho em gái em, công ty xuất nhập khẩu lao động. Nhưng mà vừa rồi thì nó dịch cho nên là cũng nghỉ khá lâu rồi. Và cái công việc của em thì làm nó lại khác với công việc của anh rồi. Dạ. Anh chỉ nói với em một câu như thế này thôi. Thì trong cuộc sống của người ta thì không ai giống ai cả. Dạ. Mỗi người có một số phận. Công việc của anh thì là ở đây thì vậy thôi, nhưng mà về đến nhà là lúc nào cũng chân tay cũng phải giao thớt hết đấy. Dạ. Thì nếu mà em mà không chê. Dạ. Thì anh em mình cho nhau một cơ hội. Dạ. Ví dụ như là hôm nay em có đồng ý bấm nút với anh đi, cũng không nhất thiết phải về Tân Hưng đâu. Sau này các con anh nó học xong thì chắc chắn là cũng sẽ sinh sống và làm việc ở trên này thôi. Dạ. Thì con anh học cũng rất là giỏi, nói chung là bằng cấp thì cũng đầy đủ. Cho nhỏ thì bây giờ học lớp 11 thôi nhưng mà cũng đã là một giảng viên của võ thuật rồi. Nên là rất rất là chú đáo. Tâm nguyện của anh thì đến lúc mà con anh lớn xong ấy, mà anh tìm được một nửa mảnh ghép của cuộc đời anh nữa đấy, thì bạn gái đó thì nói chung là nói anh ở đâu thì anh sẽ ở đó. Dạ. Yeah. Theo thật, bởi vì không phải là đi theo vợ đâu, nhưng mà đây là vì cái tình yêu tình thương với lại cuộc sống thì anh cũng muốn ở đâu đó là gần con mình hơn. Em nhìn anh, cảm nhận anh như thế nào? Anh có nói thật. Em thấy anh nhìn con người rất là nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, cũng dễ thương. Từ nhà anh đến đây thì cũng mất khoảng 3 tiếng xe, 3 tiếng rưỡi xe thôi. Dạ. Nếu như mà anh nhà mình có cái duyên thì một tháng anh lên với em 2 hoặc 3 lần. Dạ. Còn cái chuyện mà sinh con nữa hay không thì theo như quan điểm của anh thì bây giờ anh nhà mình cũng đã lớn tuổi rồi. Theo như anh nghĩ thì cũng không nên sinh nữa. Nếu yêu thương nhau thì không quan trọng là phải có hai chữ ràng buộc đâu. Theo cái bác anh Ninh, phải ràng buộc theo như anh nghĩ thì không quan trọng. Nếu như mình thật với nhau á, thì không cần thiết là phải có một đứa con ra để ràng buộc. Vâng. Đó. Thì thực ra là em cũng xin thưa với tất cả các anh chị là em cũng cũng lên chức bà nội rồi. Cái chuyện có con nó cũng không có quan trọng đâu. Quan trọng là em với anh ví dụ hợp nhau đến được với nhau, mình có thể là đâu có phải là cứ phải có con mới có cái sự gắn kết. Còn anh thấy anh thấy em thì sao? Nhìn em thì cái nhìn đầu tiên thì anh thấy em cũng thấy anh cũng thêm mến em, cũng thích em. Cảm ơn anh. Còn những cái khác thì để mình có thời gian tìm hiểu đã. Dạ. Chứ không thì vội vàng được. Đúng rồi ạ. Giờ khi mà mình đến chuyện cuối cùng mình bấm nút á, hay là không á, thì cho anh hỏi thật một câu nhé. Dạ. Cái công việc của anh thì nói thì nó bình thường lắm đấy, nhưng mà nhìn thấy làm thì nó rất là ghê gớm. Dạ. Để mình công việc giết mổ mà mình nên. Nhìn người thế này vậy, nhưng mà về nhà là lúc nào chân tay cũng máu không? Trước khi bấm nút thì em mình nên suy nghĩ cho thật kỹ. Dạ. Thế thương quá rồi. Dạ. Không phải bấm nút để mà yêu kiểu như là yêu gió thì anh không thích. Vậy anh yên tâm là quan điểm của sao? Em cũng rất rõ ràng, yêu ghét rõ ràng. Rất rõ ràng. Hãy để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của chính mình. 3
2 1 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Thì em cũng chúc anh là sớm tìm được một nửa còn lại của mình. Nói chung là cũng không có sao anh Quyền ạ. Bởi vì là đây là chỉ là một cái cuộc hẹn hò thôi. Đúng rồi. Chứ chưa phải là chính xác gì cả. Đúng rồi. Nên là không có người này bấm cho em thì sẽ có người khác bấm cho em thôi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát, kiến tạo giá trị cuộc sống. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn chị. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 phút thứ Bảy và 22:30 phút thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát, kiến tạo giá trị cuộc sống, và thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ Ngọc Lan và Linh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau. Mình tên là Hương, mình năm nay 28 tuổi, đến từ Thái Bình. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tại quận 1. Hiện tại mình đang làm nhân viên văn phòng. Khi mà đến ghi hình cho chương trình, mình thực sự đầu tiên là cảm thấy rất là vui. Cảm ơn chương trình đã có một cầu nối cho các cặp đôi, mà cho các bạn mà đang độc thân, để có thể ghép đôi với nhau, có thể tìm thấy được một nửa yêu thương của mình. Tiếp theo là mình cũng cảm thấy rất chi là hồi hộp, không biết là bạn nam mà chương trình chuẩn bị để ghép đôi với mình là một người như thế nào ạ? Đối với mình thì mình rất là hy vọng chương trình có thể ghép đôi cho mình với một bạn nam trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn, tôn trọng người lớn, yêu thương mọi người xung quanh, nhất là có thể biết nấu ăn là một điểm mạnh. Điểm mạnh của em là em làm về ngành sale cho nên là nói rất là nhiều. Điểm yếu của em thì hơi khô khan một tí xíu về tình cảm. Có thể nói với rất nhiều người về bán hàng nhưng mà vẫn chưa dám nói về tình cảm nhiều. Nói đến tình cảm là nó khô khan. Khi mà tiếp xúc với những người mà chưa thân quen thì em cũng khá là rụt rè. Do tính chất công việc của em cũng khá là bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để nấu ăn. Nên em cũng chỉ có thể nấu được một vài món đơn giản. Vậy thì hai người, một người rụt rè, một người nhút nhát trong tình yêu. Hai người này gặp nhau là im ru luôn. Mình có chuẩn bị một món quà về nhỏ nhỏ, đó chính là một cuốn sách mang tên là Bí mật của sự may mắn. Sự may mắn thì không phải lúc nào cũng xuất hiện trong hành trình cuộc sống của chúng ta, mà sự may mắn sẽ xuất hiện khi mà chúng ta đi tìm và tạo điều kiện cho sự may mắn xuất hiện. Khi mà mình có mặt tại chương trình này, đó cũng là một sự may mắn rồi. Nếu có ghép đôi được với bạn nam hay không thì đó chính là mình có biết nắm bắt được cái sự may mắn đó hay không thôi ạ. Hy vọng là buổi ghi hình ngày hôm nay gặp mặt bạn nam thì hai bên sẽ có những cuộc trò chuyện vui vẻ, hiểu nhau hơn, và nếu mà có cơ hội thì mình sẽ cho nhau cơ hội để tiến xa hơn ạ. Xin chào mọi người, mình tên là Khiết, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay mình sinh năm 1993 và nay mình có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cơ duyên qua một người bạn đã giới thiệu anh chương trình, và đã nhờ chương trình đã bạn đó đã có một cái mối tình rất là đẹp và đã tìm được mảnh ghép của mình. Hôm nay đến ghi hình thì anh mong tìm được một người hợp với tính mình, cao trên 1m6, ngoan hiền và hay bận rộn trong công việc. Em cũng muốn chia sẻ một chút là bởi vì là tính chất công việc của em cũng khá bận, có thể là buổi tối về cũng khá là muộn, hoặc là đến cuối tuần hoặc chủ nhật, thứ Bảy chủ nhật khá là bận ấy ạ, nên cũng ít có thời gian mà dành cho bạn nam. Thì anh có quan ngại về vấn đề đấy không ạ? Và anh cũng không cần nhắn tin quá nhiều hay là gì hết, tại vì tính của anh rất là nhanh, anh nhanh và thẳng, anh chỉ cần một bốc máy lên gọi điện luôn, nếu mà anh nhớ lúc nào thì anh sẽ gọi lúc đó. Dạ.
Hôm nay mình trước khi đến chương trình mình đã chuẩn bị một bó hoa rất là đẹp để mình tặng cho bạn nữ. Vì bó hoa này màu đỏ nó tượng trưng cho tình yêu. Và anh có chuẩn bị ý nghĩa, một con số ý nghĩa đó là 21 bông. Tại vì 21 bông nó tượng trưng cho mãi mãi một tình yêu. Không biết bạn có hồi hộp giống mình hay không, nhưng mà mình cũng đang rất là mong chờ được gặp bạn ấy đây. 2 3 Hết thời gian. Mình xin cảm ơn chương trình đã giúp mình tìm được một nửa thật là tuyệt vời. Và mong là chương trình sẽ ngày càng phát triển hơn và sẽ giúp cho nhiều người tìm được thấy nhau qua cái chương trình này. Hiện tại thì em thực sự rất là vui. Em xin một lần nữa cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em và anh cùng tìm thấy nhau tại chương trình này. Em nhìn thấy ở anh ở sự chín chắn và trưởng thành ạ. Em cũng rất mong muốn anh có thể là một bờ vai vững chãi để cho em có thể dựa dẫm những lúc mà mình cảm thấy là yếu đuối hơn. Em cũng mong là những bạn trẻ hoặc những bạn và những anh chị đang ở bên ngoài đang cần tìm một nửa của mình thì sẽ tìm thấy nhau qua chương trình. Chúc cho chương trình ngày một phát triển hơn ạ. Rất là mong là các bạn hãy mạnh dạn và đăng ký để lên đây tìm được một nửa của mình và sớm sẽ có đôi bất cập trong mùa Noel này. Xin chào chương trình, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Quách Thị Mây. Tôi sinh năm 1977, tôi quê quán ở Tân Lợi, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Hiện tại tôi đang sống và làm việc tại Bình Thạnh. Thực sự là tôi rất là vui và cũng mong chờ cái ngày này từ rất lâu rồi. Tôi cũng rất mong là sẽ tìm được một nửa còn lại của mình. Cảm xúc hôm nay thực sự là tôi rất là vui mừng và cũng có một chút hồi hộp và hơi run run một chút. Hy vọng là sẽ tìm được một người thực sự hiểu mình và biết chia sẻ. Còn về hình thức thì tôi cũng không có nặng nề lắm, nhưng mà một người đàn ông phải biết lo lắng cho gia đình, vợ con. Đó là cái mà tôi rất mong muốn. Mình có chuẩn bị cho bạn Nam một quyển sổ ghi tay và một cái bút kim tinh để lưu lại những cái kỷ niệm của ngày hôm nay, là một cái dấu ấn, cũng có thể là một bước ngoặt của kỷ niệm của hai người. Tinh thần là mình cũng rất là mong muốn là bạn sẽ rất là vui vẻ và hài lòng khi gặp mình. Tôi xin giới thiệu tất cả quý vị và các bạn. Tôi tên là Trịnh Văn Hưng. Cảm xúc trong người của Quang Hưng thì rất là phấn khởi và rất là hạnh phúc và rất là vui mừng, và trong đó là cũng trong lòng cũng rất là bối rối và có một chút lần đầu tiên đứng lên trên truyền hình để bạn hẹn hò thì cũng có một chút tinh thần nó không được tự tin cho lắm. Chỉ mong chương trình giúp Quang Hưng một người bạn gái là vóc dáng thì cũng nhỏ xinh xinh thôi, và cái quan trọng là cuộc sống mà biết trước biết sau, biết làm ăn. Nếu để một người đàn ông mà chu đáo với gia đình thì ở quê hương của Quang Hưng thì khẳng định là ít người có thể là qua Quang Hưng được. Nên là Quang Hưng nói một thật, gọn gàng sạch sẽ thì chắc chắn là Quang Hưng điều đó là điều số 1. Mà mong muốn của Quang Hưng thì là một người con gái đang sinh sống và làm ăn ở trong khu vực miền Nam mình. Bởi vì Quang Hưng mong muốn là một người con gái, nếu là vùng miền nào cũng được cả. Bắc hay Nam thì cũng được hết. Chắc là Quang Hưng cũng ở nhà cũng rất là hay đam mê hát, cũng vui vẻ, mà cho nên là cũng chắc là gửi tới tất cả phim trường với lại bạn gái một ca khúc. Tình yêu có từ lời đâu, đi qua năm tháng đợi chờ. Tình yêu có từ nơi em, lửa rừng bập bùng vách núi. 2 1 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Trước khi mà mình đến chuyện cuối cùng mình bấm nút á, hay không á, thì cho anh hỏi thật một câu nhé. Dạ. Cái công việc của anh thì nói thì nó bình thường lắm đấy, nhưng mà nhìn thấy làm thì nó rất là ghê gớm. Dạ. Yeah. Vì công việc giết mổ mà, mình nhìn người thế này vậy, nhưng mà về nhà là lúc nào trên tay cũng máu không. Trước khi bấm nút thì em nên suy nghĩ cho thật kỹ. Dạ. Yeah, yeah. Không phải bấm nút để mà yêu kiểu như là yêu
yêu gió thì anh không thích. Vậy anh yên tâm là quan điểm của em cũng rất rõ ràng, yêu ghét rõ ràng. Sau khi ghi hình xong chị cảm thấy là rất là, tuy rằng không tìm được người bạn của mình, nhưng mà thực sự là cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là ekip đã cho em được giao lưu, học hỏi và được kết bạn với tất cả mọi người. Kính thưa tất cả quý vị các bạn, thì cảm xúc sau chương trình thì có hơn cũng thấy con giấy trong lòng cũng vui. Cái cuộc sống thì dĩ nhiên là nó phải có cái gì nó thực tế nhất. Mình cảm nhận là hôm nay không bấm nút, bạn gái với mình không bấm nút với nhau thì cũng cả hai bên đã chọn tất cả những gì đúng về nhau rồi, thì cũng không có gì là buồn cả, cũng nói chung cũng rất là vui. Con cũng mong tất cả các bạn sau này trước khi mà đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì cũng nên chuẩn bị tất cả mọi cái cho nó tốt nhất. Thì lúc bạn gái có nói là bạn gái không thích nhậu và không muốn gặp một người chồng sau này là uống rượu á, hút thuốc thì anh không hút rồi. Đàn ông thì em không thích nhậu nhẹt, không chịu làm. Anh là anh chịu làm như ba quán nhậu. Dạ. Đó. Dạ. Chắc có thể có nhậu. Đúng có. Xin lỗi anh, nhưng mà trong cuộc sống lúc đó thì con Hưng cũng đã chia sẻ trên sân khấu với bạn gái rồi nè. Cái công việc nhậu thì phải nhậu có giờ có giấc, chứ không phải lúc nào nhậu, bởi vì là mình phải làm. Nó làm để kiếm tiền và làm để nói cho khách nữa, chứ không phải lúc nào nhậu. Nhưng mà bạn gái này câu nói đầu tiên đã nói với mình là tuyệt đối là, gần như là tuyệt đối là không được nhậu. Thì cái đó thì chắc chắn là không phải con Hưng đâu, mà người đàn ông khác người ta cũng sẽ không chọn. Bởi nếu mình cứ chọn thì mình cũng là một người không thật. Cho nên Hưng quyết định Hưng không chọn. Mong tất cả những bạn mà đã và đang và chưa đăng ký chương trình này thì hãy cứ mạnh dạn. Vì chương trình là một chương trình rất là bổ ích, một chương trình rất là nhân văn và mang lại cho tất cả những trường hợp mà độc thân và những trường hợp không có thời gian để tìm hiểu ở ngoài xã hội. Thì thông qua chương trình này thì cũng mong tất cả các bạn cứ mạnh dạn và đăng ký và tham gia chương trình, biết đâu là tìm được một nửa mảnh ghép của mình, có một sống hạnh phúc thì sao. Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, hãy thoải mái lên. Giới thiệu về mình đi em trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn em nữ bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Văn Thịnh, năm nay em 26 tuổi. Quê quán của em là ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là làm sale bất động sản ạ. Thì trước đây thì em có làm lái tàu ạ. Lái tàu luôn? Lái tàu là thuyền thủy thủ đó em hả? Thủy thủ hả? Dạ không, em lái tàu đường sắt ạ. À, lấy tàu, à, đi tàu hỏa đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Còn em? Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em, bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu là em là Lê Thị Trà Giang ạ. Hiện tại năm nay em 26 tuổi ạ. Em là nhân viên ngân hàng ạ. Và em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa ạ. À, như vậy là hai bạn cùng quê đó. Dạ. Rồi em nói luôn về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì có lẽ là người khá là độc lập và rất là quan tâm đến người khác, là một người sống rất là tình cảm. Thế còn điểm yếu? Yếu thì có lẽ là hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Dễ tin hả? Cả tin hả? Đúng rồi, dễ tin người. Trời ơi. Rồi có thói hư tật xấu gì không? Ví dụ như là ghen tuông mù quáng, hay là nghiện bia, nghiện rượu, hay làm cái gì đó? Cũng thỉnh thoảng hay đi nhậu với cơ quan, nhưng mà chắc là không đến mức nghiện đâu. Rồi bạn trai, em ưu điểm khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng ạ. Có cái là em quyết làm cái gì là em làm luôn. Nói chung là nếu mà ai cản thì cũng không cản được em. Thường thường thì em làm xong em mới nói. Nói chung là em có một cái giống bạn nữ bên kia, là có cái là mềm lòng. Ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình là cái gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý ạ. Thì lúc đó là em làm lái tàu nên mà em chọn là công tác ở ngoài Nha Trang. Bạn nữ thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nên mà nói chung là cũng em cũng vô tâm nên mà hai bên mới chia tay ạ. Bao nhiêu lâu rồi em chưa yêu lại? Dạ từ 2016 đến giờ ạ. 16, cũng 4 năm rồi. Cũng 4 năm rồi. Còn em thì sao?
Em 6 tháng. Mới chia tay mối tình kia là 6 tháng vậy? Mấy mối tình rồi? Em 3. 3 mối tình? Dạ. Mới chia tay mối tình thứ 3, 6 tháng. Còn vấn vương gì không? Ủa, quen nhau bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi em? 3 năm rưỡi ạ. 3 năm rưỡi? Vậy là có vấn vương, còn vấn vương không? Không ạ. Phù ngụ. Nhưng mà chia tay là từ phía nào? Lý do? Em với bạn nam ấy thì bị cũng yêu nhau nhưng mà vì bọn em cũng khoảng cách cũng khá là xa. Yêu xa hả? Vâng, thì 3 năm rưỡi nhưng cũng phải mất khoảng tầm 2 năm rưỡi là yêu xa rồi. Em ở trong này thì bạn ấy ngoài Bắc. Hai người không hợp về quan điểm sống. Bạn ấy cũng thừa nhận luôn, bạn ấy là người rất là gia trưởng. Em cũng muốn cho bạn ấy cơ hội nhưng mà sau thì bọn em chia tay thì cả hai cũng chia tay rất là vui vẻ. Cũng không cảm thấy là không cùng quan điểm thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng một cái tình yêu mà 3 năm mấy rồi mới có 6 tháng mà nó không còn một cái gì vương vấn hết à? Mà tại lý do nào mà nó nhanh đến mức như thế em? Tại vì là chia tay trong vui vẻ, có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ không còn đồng quan điểm nữa thì nhẹ nhàng chia tay thôi. Nghe chia tay mà cười tươi thiệt, anh cũng rất là lạ. Đến qua coi đàn gái coi. Em chào anh. Ôi chào em gái. Có đôi khi người ta chịu đựng nhau quá đó, người ta cần phải chia tay và cuối cùng chia tay được, người ta giống như thoát khỏi một cái điều gì đó, người ta rất là vui. Bây giờ đã coi như là chuẩn bị đón nhận một cái mối tình mới chưa em? Mở trái tim không? Dạ rồi ạ. Rồi đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Em cho đàn trai biết hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Thì cũng trải qua một vài mối tình rồi thì em cũng cảm thấy là người mà có thể hợp với em ấy sẽ thứ nhất là một người đàn ông chín chắn. Chín chắn. Biết tách biệt được công việc và chuyện tình cảm. Có nghĩa là sẽ không để cho hai cái việc đấy nó ảnh hưởng. Thế còn ngoại hình thì sao? Chắc sẽ phải cao hơn em. Là bây giờ em cao hơn em là phải là bao nhiêu mới là cao hơn em? Chắc phải 1m74 trở lên. 1m74 trở lên. 74 con này trở cao lên. Quá mà. Không sao, bên đây có thể đáp ứng. Rồi. 1m94 á. Là đứng trên ghế á. Bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nếu mà nửa yêu thương thì em thấy là trước tiên là về tính cách đi. Nói chung là tính cách thì hiếu thảo. Hiếu thảo là đầu tiên, tốt bụng, hiền lành, hiền lành. Biết gọi như là trưởng thành một tí anh ạ. Còn chiều cao, cân nặng hay là tóc dài, tóc ngắn? Em chào chị. Chào em. Dạ, chiều cao thì em nghĩ là tầm khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Da trắng một tí, nếu mà tóc dài thì tốt. Tại vì em rất là thích con gái tóc dài. Ngoại hình thì ú một tí. Chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn. Ú là sao? Ý em nói ú là sao? Hả? Dạ, không gầy ạ. Không gầy á? Dạ. Em thì em thích về dáng hay là thích về khuôn mặt? Thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp? Em nghĩ thì dáng với lại mặt thì vừa phải thôi, chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình. Em cũng thích ngắm cái đẹp. Nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp. Đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu, quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi. Dạ. Em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này? Theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập á. Nhưng mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá. Bây giờ hỏi tới... Đúng rồi, hỏi người thân đi. Đúng không ông Mai? Hỏi người thân coi làm sao. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em tên là Khoa. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào em. Thì em là người Anh. Cũng giống như là người bạn và người đồng nghiệp của Thịnh đây. Thịnh là một người rất là trầm tính. Trong công việc thì Thịnh đặc biệt là rất là quyết đoán và độc lập, cũng giống như là bạn nữ bên đây à. Khoa nghĩ là tính cách thì cũng rất là phù hợp với Thịnh, tại Thịnh cũng thích kiểu nữ là dịu dàng, độc lập và biết tự lo cho bản thân à. Thì hy vọng hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội. Khoa cảm giác được là hai bạn rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn. Còn em nên đi với ai? Em đi với một bạn cấp 3, một bạn đại học và một bạn đồng nghiệp của cơ quan ạ. Em xin chào hai MC và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là Diệu Linh, là bạn cấp 3 của bạn Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là bạn Giang ấy, bạn ấy, cu của bạn ấy là thích người trầm tính. Thì có nghe bạn của bạn Nam nói là ít nói trầm tính thì khá là hợp với Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là hai bạn cũng khá là phù hợp. Và mong là các bạn sẽ cho mình cơ hội. Tại vì đây cũng là tuổi chín chắn rồi. Thì nếu mà cho cơ hội thì mở lòng và đến được với nhau thì rất là tốt ạ. Rồi, thôi bây giờ mở rào đi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Thịnh.
cho bạn. Tới đây thì mình có món quà tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Bạn cũng có thể mở ra được ạ, bởi vì là nó là một cái bánh kem ý. Nó cũng có ghi chữ. Bạn có thể mở ra để xem. Mà bạn cao mà còn đi giày cao gót nữa, tâm ra thấy hơi đấy bên kia à, đó. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau ha. Rất là dễ thương ạ, cảm ơn bạn nhé. Bạn với tôi vậy đó hả? Cũng dễ thương ha. Rồi em ngồi đi, hai đứa ngồi rồi nói chuyện với nhau đi. Cho mình xin lỗi chứ là lúc nãy bạn giới thiệu ấy, nhưng mà nhỏ quá nên mình chưa nghe rõ tên bạn ấy. Bạn có thể giới thiệu lại được không? À, mình tên là Thịnh. Thịnh, à, mình lại nghe nhầm là tên là Thuận nên là mình mới hỏi lại. Bạn là tên Giang đúng không nhỉ? Ừ, mình tên là Giang. Khi mà ở bên Rèm thì thực ra là mình cũng có tưởng tượng là bạn nữ đối phương là trông như thế nào á. Nhưng mà nói chung là mở Rèm qua thì nhìn hơi cao quá. Mình thì cũng cao tới 1m73 rồi đó. Kém chút xíu so với tiêu chuẩn của bạn. Thực ra mình không có tiêu chuẩn gì đâu. Rồi bây giờ mình quan điểm về tình yêu, quan điểm về hôn nhân như thế nào các bạn có thể trao đổi với nhau. Bạn nữ trước đi ạ. Chắc người chồng của mình sẽ là người hiểu biết hơn mình. Kiểu như là người cho mình lời khuyên ấy. Ví dụ mỗi lần trong cuộc sống hay công việc mà có gì khó khăn ấy, chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với bạn ấy. Rồi bạn ấy sẽ cho mình những lời khuyên. Và hơn nữa là người đàn ông của mình sẽ là người mà sẽ biết lo cho mình. Mình thích một người đàn ông lãng mạn. Bởi vì bản thân mình cũng rất là lãng mạn. Bây giờ đầu tiên á, là em muốn là những cái điều mà em mong muốn ở cái người bạn trai á, thì chị nghĩ là đầu tiên em phải đổi cách xưng hô. Em phải tự áp đặt gọi bạn đó là anh. Tại vì khi mà họ là anh rồi, tự nhiên họ phải thấy mình phải có trách nhiệm với người em. Và như thế thì có nghĩa là em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn. Như vấn đề mà em nói á, là về vấn đề trưởng thành thì anh chắc chắn là anh trưởng thành. Nói chung là anh trưởng thành biết suy nghĩ. Còn vấn đề lời khuyên đó, nhiều khi anh khuyên nhiều quá sợ em nhàm chán thôi. Anh nghĩ gì về em đi sớm về muộn và vui chơi quá đà với bạn bè với đồng nghiệp? Nếu mà như thế, nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á, thì em có thể nói với anh là ừ, hôm nay là em sẽ đi với bạn, có thể là sẽ về trễ, anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia. Tại vì thực ra là anh đi làm cũng ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ lắm. Thực sự là ít khi về trước 10 giờ. Thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên, anh đi dạo á, hít thở không khí xíu chứ ít khi về nhà sớm lắm. Cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nói với anh. Cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm, không vấn đề gì cả. Giả sử như bọn mình mà quen nhau thì anh sẽ định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn? Nếu mà được nha, thì nếu mà muốn sớm còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh, nhưng mà còn mong muốn của gia đình em nữa. Ví dụ gia đình em mong muốn sớm hơn ý, thì có thể là mình cuối năm nay, đó là sớm nhất. Còn nếu mà trễ, nếu mà em đợi cho anh cái, có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi, nhưng mà ý là nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư dả hơn thì mình kết hôn thì nó, anh nghĩ thì nó sẽ không có áp lực nhiều nữa. Thì có thể là đợi thêm một năm nữa. Nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay ạ. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí nhá. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn. Thì anh ok không? Không, thì thực ra thì anh cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ như thế nào cả. Nhưng đấy, mà nếu mà nếu mà em thuyết phục anh để anh cảm thấy là như thế là hợp lý thì chắc chắn là anh sẽ ok. Chứ anh không có bảo thủ, có nghĩa là phải bắt em như thế này, em thế kia. Mà ví dụ em nói hợp lý thì anh sẽ làm theo, anh sẽ nghe theo. Nhưng mà lý do tại sao vậy? À, em chỉ hỏi anh xem quan điểm của anh như thế nào thôi. Bạn ấy chỉ hỏi để thử xem quan điểm của em ra làm sao thôi. Dạ. Đó, ví dụ như em đồng ý hay là không đồng ý thì em nói. Rồi, đó, bây giờ theo anh nghĩ là các bạn quan điểm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Ừ, rất cảm ơn anh Khiền Linh vì có một câu hỏi rất là hay. Đấy, nó cũng như kiểu như thế. Thực chất thì nếu mà anh thấy thì cái vấn đề nó thực ra là ngày xưa thì người ta hay không thích cái vấn đề đó, nhưng mà anh thấy nếu mà bây giờ cả bạn nam và bạn nữ đều muốn như thế thì mình sống thử với nhau không sao. Tại vì khi mà mình sống với nhau rồi, mình ở bên cạnh nhau thì mình mới biết hết được cái tật xấu là cái tính tốt người kia, thì mình cảm thấy nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bạn gái có đồng ý quan điểm đó không? Không, theo em thì như thế nào? Thời điểm bây giờ em sẽ trả lời theo cảm xúc bây giờ ha. Ừ. Thì em nghĩ là không ok. Không ok. Nghĩa là em sẽ không sống thử. Ừ. Nhưng mà tại sao em lại đưa ra vấn đề là phải cưới mà không đăng ký kết hôn? Em chỉ muốn hỏi quan điểm của bạn nam, xem bạn nam sẽ trả lời như thế nào, chứ không phải là lời đề nghị của em. Bây giờ bạn trai có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái. Mình giao lưu tí âm nhạc đi. Tại vì hôm nay đến đây thì thực ra là cái cảm xúc nó cũng hơi lẫn lộn đó. Nên mà ví dụ mà nhớ bài nào thì hát bài đó thôi, chứ cũng không biết là biết hát bài nào hết á. Hát bài Em Ổn Không đi.
Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thâu. Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngầu rất lâu. Điều anh muốn nói là em ổn chứ, tình yêu đôi khi cô yêu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi, ngày em đi trời mất chi. Được rồi. Trời mất trí luôn rồi đó. Ngồi vào ghế chuẩn bị bấm nút thôi. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là đồng ý yêu đương. Nhưng nếu các bạn không có rung động trái tim thì không cần bấm. Chúng ta để cái nút bấm đó cho rất nhiều đối tượng. Đừng lấy đi cơ hội của một người khác nếu như ta không rung động bằng trái tim của mình. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Bây giờ tôi mới biết tại sao nè. Bạn này rất là khó tính. Bạn ấy đưa ra một số câu hỏi xoay đáp xoay. Và cái câu hỏi đó khi mà trả lời không đúng cái suy nghĩ của bạn là bạn đã quyết định, đúng không? Thực ra chị Hồng Vân nói với em cũng đúng. Em rất là bất ngờ khi mà chị Hồng Vân nhận xét như thế. Thực ra em cũng không đến mức là khó tính lắm. Nhưng mà em bất ngờ hỏi một cái câu mà nghĩ gì khi mà mình chỉ cưới thôi, mình không đăng ký kết hôn. Thì bạn đã không thể đưa ra một lời trả lời nào cho em cả. Tức là phải đưa ra trả lời và giải thích có câu trả lời đó. Có cái chứng kiến đó. Mình có nghĩa là nếu chị mà là em hồi nãy là chị biết ngay là em đã hỏi xoáy đáp xoay bạn này. Nếu là chị là không có chiều theo, họ đã cưới là phải đăng ký kết hôn. Đó là một cái điều bất di bất dịch. Thôi hôm nay thì có lẽ các bạn có duyên mà không có phận. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh Linh ạ. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn các bạn. Em cảm ơn chị. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia, con gái bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Được. Nguyễn gì? Nguyễn Văn Được. À, rất được. Tôi thấy là không được. Rất tại được. Sao là anh Quyền Linh là cô Hồng Vân là sao? À. Không được. Dạ, em xin lỗi chị Hồng Vân. Vậy là thật rất được đúng không? Rất được. Như vậy dạ, là em đã quán được. Em ở Bến Tre. Dạ, còn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm lái xe. Rồi được lái xe là lái xe riêng hay lái xe em lái xe công ty. Lái xe công ty, tức là lái xe gì? Dạ tải có du lịch cơ. Còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh và tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Và bạn trai bên kia, em tên là Lưu Thị Hồng Loan, em 33 tuổi. 33 tuổi? Dạ. Wow, sao trẻ dữ vậy bé? Ủa được là nhiêu tuổi được? Dạ em 31. Bên kia 33 hả? Vậy là lớn bên đây 2 tuổi. Có ngại không vậy Được ơi? Dạ không chị. Đối với Được thì cái gì cũng được hết. Ừ, em làm gì đó? Dạ, em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Như vậy là có nghĩa là Được em mới thích ăn bánh kem không? Dạ, em cũng làm cho một công ty bánh nữa chị. Ủa vậy hả? Chở củ về rừng rồi. Rồi, coi như hai bên ngọt ngào. Em nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em là ít nói với lại hơi rụt rè trước đám đông. Hay quên ạ. Trời ơi, quên rồi làm bánh nhiều khi liều lượng quên sao? Em không có làm bên khâu làm bánh, em chỉ làm bên khâu đóng hộp này kia thôi ạ. À,
còn được ơi. Dạ. Được được cái gì mà không được cái gì được? Em thì em không hút thuốc, còn nhậu nhẹt thì em cho vui thôi. Còn ngoài ra thì những gì em cũng biết chút chút thôi. Chứ cái gì không... biết chút chút luôn. Dạ. Có tật xấu gì không được? Dạ xấu em không có gì xấu. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết về đường tình duyên đi. À, em trải qua hai mối tình rồi. Ừ. Mối tình gần đây nhất của em cách đây cũng 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu lâu? Dạ gần 2 năm ạ. Nhưng mà do lúc trước em làm thu ngân á chị. Ừ. Do thời gian em không có nên chúng em từ từ ra cách nhau. À xa mặt cách lòng. Ừ. Rồi còn bạn trai có dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình. Chia tay mối tình cuối cái lâu rồi? Cũng 2 năm mấy gần 3 năm. À dạ. Tại sao chia tay được? Dạ tại vì em lái xe. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Dạ chỉ đơn giản vậy thôi. Cái cô ấy là không thích lái xe. Không có tin lái xe. Dạ. Mà nhiều người nói cũng không tin lái xe lắm. Dạ đúng rồi. Ta nói lái xe là hay đi đây đi đó, có quen người này người kia lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi đúng luôn hả? Nhưng mà em chỉ làm công ty, em đi sáng đi chỉ chiều về công ty thôi chứ không có đi lố ngày. Rồi em sao? Em có gọi là ngại cái vấn đề mà cái người bạn trai của mình là tài xế không? Dạ không ạ. Em nghĩ nghề nào cũng là cái nghề thôi, do bạn đó chân thật hay không thôi ạ. Chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Bây giờ em muốn mối tình tiếp theo của em là người như thế nào? Thì cao hơn em tầm 1m60 đến 1m65 là được rồi. Cao hơn em có cao. Dạ. Rồi gì nữa? Thì ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi. Ít nhậu, anh này ít nhậu lắm. Dạ. Quan tâm gia đình thấy cũng hiền. Ngoại rồi. Hình sao nè? Dạ vừa người là được. Có cần đẹp trai không? Rồi tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Thì dạ không ạ. Chứ đừng để tóc dài là được. Con trai để tóc vừa vừa thôi. Vừa chứ vừa đừng... thôi hả? Cái này là không để tóc luôn được không? Dạ thôi không thích đừng hói. Nè những người hói thông minh nè, tình cảm nè, giỏi giang nè, yêu thương vợ nè, trung thủy nè, chăm sóc người yêu nè, lo lắng nè, chiều chuộng nè, cúi đầu nè, xin lỗi nè, mua quà cáp nè, lãng mạn nè, đó hói là vậy đó em. Chịu không? Nếu mà tốt tính thì chắc cũng được. À, bạn trai. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nửa yêu thương của em thì cần biết cho gia đình là được. Chỉ bấy nhiêu thôi. Dễ không? Dạ. Chỉ yêu thương gia đình là được rồi. Anh hiền khô à. Dạ. Nha. Bân qua coi đi hiền lắm. Dạ, chào em. Chào em. Dạ. Em ơi, em có hình dung cái người bạn nữ bên rào bên đây như thế nào không? Dạ, hình dung tính cách thì giống tựa nha em. Bao nhiêu phần trăm khi mà trong đầu em suy nghĩ về cái người con gái bên đây? Khoảng 80%. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Ừ. Hai người hiền quá à. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Được. Dạ em đi với bạn bè. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Em tên là Trang, là bạn chơi với đều cũng thân lâu lắm rồi ạ. Em cũng nói sơ về tính của bạn em á, là bạn em nếu mà quen ai mà thương thật lòng hả chị, thì bạn rất là lo cho người đó và bạn rất là có hiếu với gia đình. Nếu mà bạn nữ bên đây mà thích một người nam á, mà biết có hiếu và lo cho gia đình thì em nghĩ bạn nên chọn bạn của em ạ. Còn nói với bạn nữ á, thì em thấy bạn cũng hiền, ít nói, đầm tính. Nếu mà hai bạn mà khi mà dở màn á, thấy nhau mà hợp á, thì nên cho nhau cơ hội. Còn em? Dạ em đi với chị em, đi với chị em, với cô em ạ. Xin chào hai MC. Tôi là mẹ của Hồng Loan. Thấy chàng trai cũng được nhưng mà sợ con của cô lớn tuổi hơn bên chàng trai có chịu không? Dạ không sao ạ. Tại vì cô có một đứa con gái à nên cô dạ. Mong chọn người nào thực tình để quan tâm về cháu. Nhưng mà cô thấy con rể tương lai này là hiền không? Thì mình cũng nhìn thấy vậy thôi chứ chưa biết được. Rồi thôi bây giờ thì đi mở rào đi để cho hai bạn đúng tự rồi. Tìm hiểu nhau nha. Rồi mở rào. Em cũng có món quà nhỏ nhỏ. Trời ơi, bánh cao qua rồi, coi là rau câu nhận lại. Cái này là tự tay em đổ rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Còn này là gì em? Này là gì? Cái này là em muốn
anh tham gia trò chơi nhỏ nhỏ với em ạ. À. Thấy được không ạ? À? Trong đây em có 3 lá thăm, anh bốc rồi anh thực hiện theo, có yêu cầu trong đây được không ạ? À? Khó quá lắm. Anh nghĩ anh chắc làm được á. Anh thử anh bóc một trong 3 lá thăm. Có một thử thách nhẹ với bạn nam. Bạn hãy nói một điều bí mật, một điều bí mật về anh đây là hôm nay anh đến đây là hiện tại là công ty không biết. Cũng được, cũng là bí mật. Dạ, gia đình biết. Rồi còn cái gì nữa không? Không thêm lá nữa đi. Nè, anh muốn tham gia nữa không? Nữa. Nè, em có 3 cái. Em nghe lời anh Quyền nha. Này khó quá anh Quyền Linh ơi, anh trời. Bạn hãy nói một lời thả thính. Nói lời thả thính mà khó cái gì? Trời ơi, khó cái gì? Cái này mà có cái gì đâu mà khó chứ. Em đó giờ chưa bao giờ nói một lời thả thính thì sao em thả thính được? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Trứng rán cần mỡ. Yêu anh không cần cớ, cần bạn cớ. Anh ơi, đó. Rồi bắt đầu. Bắp cần bơ, anh cần em, nói đại vậy luôn đi. Nó gọn đi. Nào, 2, 3. Nó không được anh ơi. Nó bỏ qua cho anh. Rồi, thôi về đây đi được rồi, dạ. Nó hiền quá à. Em thấy không, hiền tới mức mà không biết thả thính luôn đó. Vậy mà sao mà có chuyện lăng nhăng ở đây được. Đó, tin chưa? Dạ. Bây giờ em thử thách ngược lại bạn này. Vậy bạn nữ nói một cái điều bí mật của bạn nữ đi. Bí mật của em à? Hiện giờ vẫn còn ngủ với mẹ. Rồi, thả thính đi nào. Thả thính hả? Sao, được không? Yeah. Thấy chưa, mình làm không được mình đi mình thử thách người ta hả? Qua cái cuộc chơi nhỏ nhỏ game, mini game vậy đó, nhưng mà cũng biết được cái tính con người ha. Rồi hai bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em thì cũng được. Cũng ít nói, cũng hiền. Dạ. Yeah. Thì em cảm nhận bạn nam cũng hiền. À, cũng hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Tôi đảm bảo hai người này mà hẹn hò nhau ở công viên là xung quanh cỏ bị mất hết, không còn một cây nào luôn. Hẹn hò sao? Vậy thì công việc của em thì sẽ hẹn hò được thời điểm nào? Em chỉ đi làm từ 8 giờ đến 4 giờ thôi. Còn buổi tối thì em rất là rảnh ạ. Vậy nếu mà mình làm quen được thì bao lâu em cảm thấy sẽ bước tới được? Thì tùy vào tình cảm hay bạn mà đến lúc nào đó muốn được thì mình tiến tới thôi ạ. Vậy anh hỏi em chứ nếu mà lập gia đình thì em sẽ thích bao nhiêu người con? Em thì mong nhà em thì ít người, có mình em thôi. Em cũng muốn có nhiều nhưng mà tùy thuộc vào kinh tế của hai đứa nữa chứ. Bây giờ em thấy người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình không? Dạ cũng có. Em có đủ chăm sóc cho cổ không? Dạ đủ. Lấy nhau ở đâu? Dạ ở đâu cũng được. Ai lo chỗ ở? Dạ đương nhiên là em thôi. Em lo ở đâu? Dạ, có thể là ở nhà trọ. Nếu mà ở nhà bên cô ấy được thì ở, còn nếu ở không được thì về nhà em ở. Nhà em ở đâu? Nhà Bến Tre. À đó. Dạ. Phải nói rõ cho cụ thể cho cô ấy hình dung được á. Dạ. Rồi coi như anh hỏi giùm em đó. Dạ. Cái hình dáng như thế này, chiều cao vậy là em thấy ưng chưa? Dạ tốt ạ. Tốt phải không? Khuôn mặt vậy là em ưng chưa? Dạ được ạ. Cái tóc vậy được không? Dạ được ạ. Được luôn rồi, bây giờ mình lướt qua cái vụ kia luôn phải không? Dạ. Rồi vậy là thấy là rồi, cũng bấm thôi được rồi đó. Ừ. Hả? Đây là quyết định riêng của chúng ta. Nếu thật sự rung động, thật sự đây là một nửa yêu thương của mình thì trao nhau cơ hội bấm nút. Còn nếu không, cảm giác không thì không cần bấm. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Rồi, nắm tay nhau đi được rồi đó. Không lẽ nắm tay tôi phải kêu nữa. Bây giờ cặp này yêu chắc tôi phải đi kế bên gì đó. Được không? Dạ được. Nếu mà kêu đi hai người yêu đương thì phải bao 4 ly cà phê. Hai đứa tôi ngồi hai bên. Có gì thêm vô. Đây nè, ta cứ về nè, rủ rỉ. Cứ về đổ dầu vô lửa, nói đi. Đổ ghê không? Rồi đi trồng cỏ lại cho anh ta nữa. Trời. Thấy cảm giác nắm tay sao em gái? Dạ hơi run, em thấy thì sao nè? Dạ ấm. Đó, rồi bây giờ làm cái thủ tục đi nè. Bây giờ đừng có nói cái này không làm là bỏ qua cơ hội này ha. Hôn cái hôn đầu tiên cho má của dạ, người con gái ấy. Dạ, con phép gia đình. Rồi hôn cái hôn liền thấy không? Kêu nói cái gì cũng không nói cho mà kêu hôn cái hôn liền à. Dạ này dễ làm hơn hả? Dễ làm hơn, trời ơi, hôn dễ. Đây là món quà dành cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity
trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Khi nào hẹn hò điện thoại cho tôi nha. Dạ. Mối tình này có thành hay không do tôi á. Trời ơi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Sao trong cuộc đời này có những người hiền đến mức như vậy? Đúng là như vậy thì họ khó tìm được một nửa yêu thương của mình lắm. Thì đó, với cặp đôi này tự nhiên mình thấy cái vai trò của mình á, mình cần phải làm những cái điều như vậy, đúng không Linh? Đó, mình theo cái nghiệp này là quá đúng rồi. Đúng rồi. Giờ chỉ còn coi như nếu như các bạn có một cái lời trợ giúp á, là anh Linh, chị Vân ơi, đi theo tụi em, thì mình sẵn sàng trầm cỏ nha. Đúng rồi. Ok, yeah. Yeah. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.